về cái ngành thi công. Thi công chỉ là cái từ chuyên môn năm 1930 Trung Quốc nó xài thôi, còn cái gốc từ nó không phải từ đó. Gốc từ của nó là tu tiên và tu Phật, nó thể hiện trong cuốn Tín Mệnh Khê Chỉ là ba cái đạo kết hợp này, là đạo Khổng, đạo giáo và đạo Phật. Ba ông trùm này ngồi bàn ra để tạo ra cái gì đó, cái gì là cái gì bây giờ mới hiểu. Con người không phải sanh ra chỉ biết ăn uống ngủ rồi chết, nếu vậy là con thú. Con người đã, khi cái người mà tiên đạo và Phật đạo họ thấy vậy, người vậy là con thú chứ đâu phải là con người. Con người là gì? Khác con thú chỗ nào? Con thú mình 1.000 năm sau chuồng gà cũng là cái chuồng gà, con người cái nhà giờ lên trăm tầng đó. Tại sao có lên trăm tầng? Tức là con người nó không phải con, không phải là con thú mới làm được cái đệ ấy. Cái con cọp thì nó cứ có cái hang nó về, nó không cải tiến cái hang. Con gà, con chuột, con mèo, con thú gì thì cả lại con người mình làm vậy. Em thấy không? Cái chuồng gà, cái tổ chim 1 triệu nó cũng là cái tổ chim, là miếng tơ đang là chả cải tiến. Con người bây giờ lên nhà trăm tầng, lên mặt trăng được luôn đó. Hồi tới đây mà mấy triệu mấy ngàn năm đâu có cái đó. Người mà hồi hồi đó ông Phật với ông tiên ông ra đời, ông đâu có chế được cái quần quả tiễn lên mặt trăng đâu. Nhưng mà ông có tư tưởng, bây giờ là có tư tưởng là cái gì? Con người đừng nên sống như loài thú. Bởi vậy nó phân loại là con người ta ở sống ở đời 15 loại người, không phải một loại người. À, người mà sống như thú á, như cái cây á, nó gọi như cái cây á, nó gọi là sống như cái cây, thích gì thì chụp nấy thôi. Cái cây giống như cái cây mọc vậy, nó thấy tính nước thì cái rễ kiếm nước, rồi cái cây nó quay mặt trời hết. Con người, có người sống vậy đó. Con người thứ hai là người súc vật, là chiếm đoạt người ta, dùng bạo lực để lấy cái đó thuộc sở hữu của mình, như là con thú, đập con thú kia, giết con thú kia ăn thịt xong là súc vật. Đó là con người nó ác đó. Là cũng có con người giống như vậy, nó đóng phim thôi. Ở ngoài đời thấy cái cây, con người chính là cái cây, nó đóng phim là cái cây. Đóng phim cái cây là thấy nó chụp liền, nó không cần biết người khổ đau nhé. Ví dụ nó là thằng ăn cắp, nó thấy cái em có cái chụp bỏ bụng bụng liền, đó là cái cây. Nó chỉ biết lấy, nó không cần biết mình là cái gì. Nó vô tâm, cái tâm nó không có một cái dao động gì khi nó lấy của người ta, thì nó là cái cây. Cái loại thứ hai là thích ăn là giật. Tao ăn, kệ tao, đúng rồi tao đập mày. Đó, con người chỉ biết vậy thôi, là con súc vật. Rồi thứ ba là háo chiến hao thắng, lúc nào cũng làm tao là đại ca. Nó gọi là tao lúc nào cũng háo chiến háo thắng là vậy. Lúc nào ra trong cái tập thể là tao ngon nhất, người thích chết vậy. Con người nó có loại người đó là loại người thứ ba. Loại người thứ tư là con người thường mình, như mình ăn, biết kiếm kiếm cái gì để ăn, xong ngủ, rồi sống ăn ngủ cứ vậy thôi hết. Không có làm mẹ cả năm 100 năm cũng vậy, tới 60 tuổi chỉ biết ăn ngủ chết. Con người nó thì người ta gọi là thường nhân. Thánh nhân là gì? Con người trên cái đó. Khi mà là con người cũng ăn cũng ở như người ta, nhưng mà luôn có hai cái sáng tạo. Một là sáng tạo khoa học kỹ thuật, tức là chế điện thoại, chế máy móc, nhà cửa cho mình. Loại thứ hai là chỉ người ta cái đầu, cái suy nghĩ người ta cao hơn, cao thượng hơn người thường. Đó là tôn giáo đó. Tức là Phật đó, với Thánh. Phật đó là sao? Ra đường phải giúp đất, cứu người, cho này cho kia, đó đó đó, những cái hành vi đó, những cái suy nghĩ nó trên con người. Tức là tao gặp mày, tao cứu mày, tao chữa bệnh cho mày, đó là cái trên con người rồi, chứ không có giết mày. Thấy không? Cái đó là thầy, mấy ông thầy, thầy thuốc, thầy thầy lang, thầy gì thầy đó, cái đó là cái người đó là cái suy nghĩ họ cao hơn người thường. Họ không phải chỉ ăn thôi mà họ cứu người. Mày mà té xuống sông, tao nhảy xuống mạng sống, tao cứu mày lên đi. Mày bị bệnh, tao cứu mày. Đó, những cái người đó gọi là đạo. Đạo tức là gì? Là đi một con đường cao hơn con người bình thường, không phải như con người thấp như người ta. Tao sống như mày, nhưng mà tao có một cái suy nghĩ cao hơn. Tao không, ngoài ra những việc làm như mày, tao có những cái việc mà mày không thể làm được mà tao làm được. Tức là bây giờ tao cũng đi làm công ty Sacombank, tao cũng kiếm đồng lương, nhưng mà ngoài cái giờ đó có những hành vi tao làm mày không thể làm được. Giống như tao đi cứu người chữa bệnh.
ta có thể sửa chiếc xe cho nó thành chiếc xe tốt hơn. Đó là khoa học kỹ thuật. Thì con người sẽ tìm ra hai con đường: một, làm cho những cái tài sản xung quanh con người hữu dụng hơn, tức là cái xe tốt hơn hay cái này tốt hơn, cái nhà đẹp hơn, cái gì đó là một loại người thánh nhân. Loại thứ hai là không phải làm cái xe cái cổ nữa, mà làm sao con người ta nói đi con người xấu thành tốt. Đó, những cái câu nói, những châm ngôn, những bí thuật nói ra ta nghe hay lắm, theo ta sửa. Tức là con người không nên sát sinh, sát sinh sẽ là bị gì, không nên cướp giật, không nên tà dâm. Những câu nói là cái người nó ngồi nghĩ, chứ ngồi đi làm sao con băng ngồi nghĩ cái đó làm gì, có người nó nghĩ cái đó. Tại vì khi nó thuyết phục cái đó thì cái xã hội nó bớt xấu, không có bị giết người, tà dâm, hỗn loạn xã hội ra, thì đem xã hội lên một cái trình độ là con người nó đàng hoàng hơn những cái xã hội xấu hơn. Đó là loại, tức là trên đời có một người thánh nhân, họ tìm hai con đường: một là con người tốt hơn, một con người làm xã hội máy móc đó tiện nghi hơn, là khoa học kỹ thuật. Cái hai là đạo. Thấy không? Cái đạo và khoa học, chữ đạo là đi chung với chữ đức. Muốn cái đạo là làm cho người tốt, mình phải có đức mình mới làm đạo được, mình mới dạy người ta được. Mình không có đức không dạy ai được, đức đó mình tốt hơn người ta. Thì tốt nó có gì? Trong Khổng giáo nó dạy năm cái tốt: nhân là lòng thương người, nghĩa là có nghĩa vụ người ta, mình người ta giúp mình mà phải nhớ ơn, lễ là lễ phép với người giỏi hơn mình, tốt hơn mình, trí là làm việc phải có tính toán, không có làm lại, chỉ tính là uy tín. Năm cái đó là năm cái đức của con người phải biết. Thì cái đó là chỉ có cái loại thánh nhân học, chứ người thường học bố gì đi làm giờ sao con băng tháng lãnh lương, mọi nhân là cái gì, nghĩa học làm gì, con người nó thích nhiều đó. Nhân là cái gì? Nhân là thương người. Trong khi đi ngoài đường có người đụng xe người ta đi luôn, còn mình tới nâng lên. Còn ngọc mình nộp người ta không có tiền cho mình mượn, bạn bè mình có tiền cho mình mượn tiền, thấy mày đói quá thôi sáng nay mày không tiện, sáng tao bao mày đó. Cái hành vi đó là hành vi gì? Đức nó tự toán ra, mà trong không khỉ là tao tao bao mày, tao mày phải trả bao ra lại bữa là cái tư tưởng nó tự có, không phải là, tức là cho mà không lấy lại, cho đi không lấy lại là một hành vi của người thánh nhân trong thuộc về lãnh vực đạo đức, chứ không phải là lãnh vực con người thường. Thánh nhân có chữ đạo đức, cái đạo đức là cái vô hình. Còn cái người mà đưa mày đăng đi xe đạp, tới cho xe Honda là khoa học kỹ thuật, đưa cái xe tốt hơn cho mày đi, đó là không phải là đức, mà tăng tài sản hữu dụng lên cho người ta. Cái đó là thuộc thánh nhân loại một, thánh nhân nâng cái vật chất lên cho người ta sống, như mấy cái đại gia nuôi mấy nhân viên là thánh nhân. Loại hai là không phải trao tiền mà trao cái tánh tình cho người ta tốt hơn. Đó, hai con đường. Bây giờ em phải chọn con đường nào? Tu là chọn hai con đường đó, không theo con đường không phải ăn ngủ chết hết. Tao giờ một tao ngồi tao nghỉ chế là cái máy, giờ mình không có tài năng chế cái điện thoại gì thôi. Thì giờ con đường thứ hai là giúp, là đi cái đức đạo, tức là năm cái tính con người em có chưa? Mày có chữ nhân chưa? Mày có chữ nghĩa chưa? Có chữ lễ, chữ lễ trí tín. Năm cái đó là năm cái đức do năm cái tạng người tạo ra. Mình nói không phải là không có cách luyện, luyện năm cái tạng đó tốt thì nó sẽ có năm cảnh đó. Đó, thành ra tiên đạo muốn có cái thánh thành thánh nhân phải luyện cái tạng phủ không bệnh cái nào. Người có bệnh là không bao giờ có tật, không tánh luôn luôn xấu. Có bệnh là tánh xấu à. Gì nữa? Em thử coi bây giờ em đau bụng ai chọc chọc em giận không? Thì phải tánh xấu không? Nếu ông đau bụng thì đâu có sao, gặp cười thì à. Con đau bụng chọc tao sùng liền, đùng đùng cái giận liền, lấy dằn dặt đó. Thế là thành ra muốn thành thánh nhân đầu tiên phải là bất lão, tức là không bệnh cái nào. Mà muốn không bệnh thì luyện tiên đạo, là học cái người chứ không mình không có bệnh. Và khi mà không có bệnh thì người nó thảnh thơi, cái đầu nó trong veo à, nó nhìn cái gì cũng là màu hồng hết, nó không còn nhìn xấu nữa. Đó, đầu thì thành thánh nhân rồi. Khi mà năm tạng không bệnh nó thành thánh nhân. Tại người thường đều có bệnh, người không bệnh là thánh nhân rồi, lên một cấp rồi. Mà thánh nhân đâu phải là ăn nhiều, ăn ít đi. Khi luyện khí công là lấy được cái khí trời đất, là nó thấm cho người mình không có ăn vật chất nữa. Con người mình lấy cái ánh sáng, lấy cái tần số, lấy những cái hào quang nó biến thành người, thì cái người mình bắt đầu cái vật chất mình nó nhẹ lại. Cũng là con người mà cái thịt của thằng đó khi nó chết nó
không có thú nhiều, nó tan thành như là con sứa biển vậy thôi. Tại nó giống như bây giờ em ăn một ngày ba bữa thì em có 3 kg vật chất vô người. Bây giờ một người họ chỉ ăn 1 kg thì 2 kg kia là cái gì? Ánh sáng, năng lượng không. Thì con người đó nó cũng nặng như ba 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 ký như mình, trong đó có 2 ký vô hình cũng có trọng lượng, là ơ bằng mc, năng lượng nó biến thành trọng lượng. Thì con người nó chết đi nó còn 1 phần sáng, còn 2 phần vô hình thì nó biến. Thì 2 phần vô hình nó gọi trong trong ngành tu hành nó gọi là xá lợi, thấy không? Cái người chết thì đốt nó sống với cục sắt, đó là cái 2 phần vô hình nó biến thành cái đó. Còn lại tuyệt chiêu cao hơn là không ăn không uống luôn thì cái 1/3 nó biến thành không có gì, chết vô hình luôn. Nó năng lượng mà, chỉ cái da nó bọc thịt vô trong nó vô hình, tại vì tao ăn vô hình tao sống bằng vô hình. Tao ăn năng lượng thì người ta là năng lượng, tao ăn vật chất thì người ta là vật chất, tao ăn cái vô hình thì người ta là có vô hình, thấy không? Thì ra tuy là vật chất giống mà nhưng người ta vô hình. Đó là cái lý luận về 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 đạo của mình, thì phải hiểu vậy thì mình thấy nó có cái độc đáo. Thành ra khi mà em ăn ít, người nó nhẹ vô cùng. Không thấy bữa nào anh ăn, em ăn nhiều mệt người lắm, Phật tử làm việc cái mệt. Giờ không ăn mà không xuống kilo vẫn khỏe thì xóa ai? Thì nghĩ đi. Mà ăn cái đó gì, ăn cái gì á thì cái cây nó ăn vậy đó. Cái cây này chỉ lấy ánh nắng mặt trời, lấy hơi nước mà sao nó bự ra vậy? Thì mình cũng bự, tại sao mày không luyện cái cây? Nó gọi là luyện theo thực vật, là thiền đó. Thiền chính là thực vật, ngồi mà lấy năng lượng thấm vô đó, không ăn không uống gì, tiến tới đỉnh cao là người trở thành cái cây. Cái cây là hiền nhất trong 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 cái sinh hoạt ở trên trái đất này. Cái cây hiền hơn con thú, nó không giết ai, nó nấu nó mọc lên là ra cái trái nuôi người thôi, nó không làm. Con thú còn giết người, thấy không? Tại cái cây này hiền nhất. Thành ra khi người luyện đạo nó luyện thành cái cây, tức thiền ngồi, ngồi như cái cây, thấy không? Lấy ánh nắng sống, khỏi ăn khỏi uống, thì người nó trong sạch. Mà khi cái đầu trong sạch á thì nó nhìn lên, nó không nhìn xuống nữa. Thì giống như em qua Mỹ sướng quá, không về Việt Nam đó, khi vô cái thế giới anh sẽ thấy sướng đó. Thứ giờ không ăn mà nó sống được sướng không, khỏi cần kiếm tiền. Cái ông Trần Đoàn á, 1 năm ăn có 2 bữa thì hỏi xong 300 ngày kia đâu có làm cái gì, đi vòng vòng không mà sướng chết. Và mình nghĩ tưởng tượng trong cái thế giới đó coi, nếu cái người mà khi đạt cái đó gọi là thế giới sắc dục, nó có cái tệ tức là không ăn uống, chỉ có cái dễ chịu và khó chịu trong cơ thể, không còn cái ham muốn nào khác. Khi mà nó đạt trạng thái, nó sẽ có cái khi mà có cái trạng thái rồi gọi là thế giới tiên, sướng hơn thường người. Tiên tức là nó không có nhu cầu tình dục, không có ăn ham uống, nó mất hết, để đâu có cái gì đâu, mà chỉ có trong người dễ chịu hay khó chịu. Tức là giống như mình ngủ thức dậy thấy dễ chịu khó chịu hết, đâu có đọc, đâu có đặt cảm giác, khi em ngủ đâu có cảm giác gì, thế nó dễ chịu dễ khó chịu. Giống như bây giờ mình đang khỏe, con người dễ chịu khó chịu hết, đâu có gì. Tại khi tất cả tình dục mấy kia nó quân bình hết thì chỉ còn cái trạng thái dễ chịu. Cái trạng thái dễ chịu và không dễ chịu chính là hệ thần kinh, sống theo hệ thần kinh, không thống theo cái da thịt con người, không giống cái con mắt, cái mũi, lỗ tai, chỉ sống làm cho cái thần kinh nó êm là sao. Cái đó gọi là cái xác người thứ hai. Xác người thứ hai là hệ thần kinh. Xác người thứ ba là cái suy nghĩ thôi. Cái suy nghĩ, sống trong cái suy nghĩ, không ăn không uống, cái suy nghĩ nó đâu cần ăn. Thì mình suy nghĩ gì hoài nó quên ăn. Tin em ngồi suy nghĩ hỏi quên mẹ chưa? Thấy không? Suy nghĩ gì mà suy nghĩ, nhớ gì lo hồi qua bữa cơm trưa luôn không biết luôn. Đó, bây giờ nếu mà chìm không suy nghĩ hoài người ta sẽ không ăn luôn. Tại hệ thần kinh nó không có hao năng lượng. Mình cục cửa nghe năng lượng chứ ngồi im lu vậy nó hao. Chứ thần kinh nhất nhất thì đâu hao, thì mà chìm đóng nó có thể sống 100 ngày không ăn uống. Thì cái thần kinh nó không có xài gì, em ăn một bữa cơm nó sẽ tiêu thụ được 50 ngày nó mới hết. Đó, nó cái nhím, 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 nó xài.
chính là gì? Nói phải có chứng là con gấu 6 tháng không ăn nó sống. Đó là nó dùng kỹ thuật đó. Thì người biết tìm hiểu kỹ thuật này làm sao? Là thở gấu, ngồi thiền tập giống vậy, sẽ 6 tháng không ăn, vẫn mập mạp, vẫn khỏe. Hay không? Có mà tại mình không biết. Thì tập cái đó xong. Thì tập cái đó rồi thì cuối cùng là em thọ gấp đôi. Hồi trước là em 60 tuổi mà em 6 tháng em mới thức dậy, 6 tháng em ngủ thì em sống 120 năm. Thấy không? Rất đơn giản. Nếu làm được như con gấu là sống được gấp đôi. Cái nhiêu đó thôi mà gấp đôi là trong khi đó là mình vẫn ăn 3 bữa. Bây giờ tới tiếng đó cắt ăn luôn, một ngày ăn bữa, tao tăng tuổi thọ gấp 3. Cái gì nữa, em ăn 3 bữa, tao ăn một bữa thì có phải tao rút được hai bữa không ăn. Tức là 300 ngày em bạn. 300 ngày mày tao có 100 ngày ăn, còn 200 ngày tao là không có gì hết. Thì một mày thống sống 300 ngày, tao sống có 100 ngày bằng mày 300 ngày. Rõ ràng tao kéo dài tuổi thọ, bất lão. À, chân lý nằm đó. Đơn giản vậy thôi. Mà muốn làm vậy thì trong người phải cải tiến tất cả cái năng suất lao động của mình. Cái bộ tử không phải là năng suất cao nhất. Không xài nó luôn. Lấy ánh nắng. Tại vì tất cả hệ thống tiêu hóa nó chế ra năng lượng để nó nuôi mình. Thì ta lấy năng lượng trực tiếp ta cần như mày. Đó. Ví dụ cái bộ tử mày nó lấy cục cơm chế ra hoặc ra được 37 độ nó cấp. Ta lấy 37 độ cần của mày. Tạo năng lượng nhiệt độ trong người ta đếp cần mày. Thì ta chế ra tế bào thịt cũng không cần mà ăn uống tế bào thịt. Thì cái phương pháp đó là gì? Nó đi cắt, nó dùng năng lượng nó chế ra. Thì năng lượng nó chế ra cái cây được, thì nó chế ra tế bào được. Cái năng lượng ánh nắng mặt trời nó mặt trăng. Thành ra khi có ánh nắng mặt trời mặt trăng đều có sinh vật trên thế gian này. Không phải trái đất, không toàn vũ trụ. Cái trái đất, cái mấy cái vệ tinh trên đó có sinh vật trong đó. Thì trên mọi lên cái con chúc nó sống đó. Nó đâu có sống bằng ăn. Có nhiều con vật nó sống trong núi lửa là 30 năm không có ăn. Nó là cái một cái vật trong nó nhúng nhích vậy thôi, nó vẫn sống. Đó, sống vậy thì người sống làm được. Người sẽ thành sinh vật đó. Thì nghiên cứu đi, nghiên cứu sống vậy. Mình nghiên cứu liên tục là tăng thì giờ nghiên cứu lĩnh vực của mình là trở lại đó. Cái đó là mấy ông tiên mấy ông tu vô hình huấn luyện đó. Thì mình tập thì dần sẽ tiến tới được. Tại mình chưa giàu đâu. Và khi mình tập cái giai đoạn chỉ mình nhịn ăn mà vẫn khỏe là thành công rồi. Bây giờ em ăn 3 bữa. Nếu mà ăn một bữa thì 2 bữa kia đi đâu? Lấy ánh nắng trời sống như là cái gì? Sống bằng năng lượng là gì nữa? Trong khi thằng kia nó ăn 3 bữa cơm, nó lao động như mình cũng ăn một bữa cơm mà lao động như nó, mình sống như nó, có phải là mình lấy được cái gì hơn nó không? Mà lấy được cái đó mình là thánh nhân, chưa nói vậy, là hơn người thường. Người thường nó không thể nào làm được, sao kỳ vậy? Khi tập thì cơ, tức là sao? Khi cơ thể mình ở một cái trạng thái bắt nó phải sống bằng khí thì nó phải sống, không cho nó ăn thì nó tự tự nó thích hợp. À, vậy thôi gì đó. Bây giờ em ăn 3 bữa, giờ tao bắt mày ăn 2 bữa hoài cũng thành thói quen, nó ăn 2 bữa. Giờ mày ăn 2 bữa quen, tao bắt mày ăn 1 bữa, hồi giờ mới đầu nó ốm yếu dần dần nó quen nó ăn bữa. Đó vậy thôi, tức là con người cái tế bào nó luôn thích hợp với tương ứng môi trường. Cái như giờ ở trái đất lên mặt trăng ở thời gian đi bình đứng bình thường rồi, còn mới đầu lên nó bay bay ở thời gian cũng đi nhẹ như thường, đó là thích ứng. Người ở dưới nước nhiều là lặn lâu hơn người ở trên bờ vậy thôi. Do mình tập thì cơ thể mình cái tế bào luôn thích ứng với cái môi trường. Thằng ở sa mạc sao nó không uống nước, nó sống vẫn được, còn mình ở sứ thường qua trong sa mạc phải uống nước nhiều hơn thằng đó đi sa mạc uống rất ít, thấy không? Nó là thích ứng. Thì mình tập quen thì dần dần cái đó là tu tiên tu đạo, nó luyện vậy thôi. Thì tu đạo nó luyện là, nhưng mà phải có khoa học chứ không phải tập bậy bạ là mà chết đói luôn, bệnh luôn. Là thay vì lấy năng lượng bằng ăn uống, lấy năng lượng của ánh nắng, lấy bằng cái não dịch của bài khí công, mấy ông chỉ là ông tìm ra rồi, thì tập cái đó nó lấy năng lượng nó thay cái đó được. Chứ không phải giờ chế đi, chế gì giờ, em muốn chế bài khí công là rau mà em chế. Mấy ông có rồi, xong tập cái dịch chung kinh đó, vậy ông có rồi, tập cái đó sẽ lấy được khí, không. Còn tại sao là khỏi nói, cái đó là chuyện của người sáng tạo. Giờ tại sao cái điện thoại là điện được, hỏi thằng Bill Gates chứ giờ mà hỏi làm gì, xài đi. Mình xài cái người ta đã làm ra rồi, thì nhanh nhất thôi.
Còn tìm hiểu cái này là của mấy bậc sáng tạo, là trên thế gian chỉ có một người sáng tạo đó là ông Bill Gates. Còn trong Phật giáo thì có ông Phật chế là đạo Phật, có ông người tiên đạo thì có ông Lão Tử chế là hai ông, nên không có người thứ hai đâu. Ta họ quá tài năng nên mình không có đủ ngang. Mình là một con tép ở đáy giếng mà đòi ngồi là làm con voi không có được. Mình biết mình không có giỏi nhưng mà mấy ông đó không thể nào hiểu được cái cơ tại sao nó vậy. Mình ông là chế ra cái điện thoại thì cầm điện thoại chứ đừng hỏi tại sao chế được. Nhiều người thắc mắc là làm cái gì, cầm sai đi đó. Cái đó là cái tu, cái đó là cái đạo. Đạo tức là sửa cái, mình nâng cái con người mình lên một cái con người cao hơn người ta. Nhiều người chỉ biết ăn uống không có nâng con người. Bây giờ đại gia chết cũng là đại gia, cũng là con người, thì chỉ ăn ba bữa rồi cũng có lấy vợ lấy con rồi chết, nó ăn được cái gì đâu. Tỷ phú kể bố mà, nhưng mà giờ cái ông bên ông Đạt Ma ông chế và chuyện kinh giờ người ta vẫn thờ ông. Còn cái thằng đại gia của hồi ông Đạt Ma còn đại gia thiếu gì, vua chúa giàu có đâu có ai thờ đâu. Sao ta thờ ông này thì sao? Ông sáng tạo ra cái vô hình để biến con người thành con người cao hơn. Còn mấy ông này giống như mấy ông nhà khoa học gia thì cũng có tên Faraday đó, ông chết vẫn còn cái tên, thì ông chế ra những cái vật tiện dụng cho nâng cái sự sống con người nó cao cấp hơn, thì ông cũng được người ta ghi ở. Thì có hai cái thánh nhân, thánh nhân chế ra các khoa học kỹ thuật và thánh nhân chế ra những cái tư duy cao siêu để biến con người thành một con người tốt hơn. Khi luyện cái bài của ổng thì con người em sẽ tốt hơn người hay, thì tốt hơn thì gọi là tu. Tu tức là sao? Những cái xấu bỏ đi, là cắt đi, sửa đi, sửa sai. Giống như có cái râu nhổ râu đi hết, không để cái râu vậy để xấu nhổ đi vậy thôi, thì người ta gọi tu là vậy. Thì trong người ta không có phân biệt cái đúng cái sai thì nó hỗn loạn lên, thì là không phải là sống không có biết đứng về hướng nào là thiện hay ác. Bây giờ có nhiều người sống và hỏi mày nó mày thiện ác không biết luôn. Mình đang sống cái hành vi mình đang sống thiện hay là ác chưa biết luôn. Ví dụ mình ăn đồ ăn tức mình ác, mình giết con cái đồ ăn đó, những con thú mình ăn mình giết là ác rồi. Bây giờ mình không ăn là thiện. Nó là vậy hết. Là như là ăn chay là thiện, là hành vi mình thiện. Bây giờ kiếm tiền giờ mình kiếm tiền bằng cái xảo trá là không tốt, mình kiếm tiền bằng sức lao động thì tốt, vậy đó. Có người nó đâu kiếm bằng sức lao động, nó lừa đảo người ta lấy tiền đâu, nó buôn những đồ hại người thì nó làm giàu nhanh, như là bạch phiến, thì cái đó là ác hay thiện, vẫn là có tiền cũng là ăn uống vậy đó, giàu hơn người ta, nhưng mà bên trong là gì, cái hành vi không xấu. Thì bây giờ phải phân loại cái hành vi là tốt xấu. Xấu là sao? Là không có lợi cho tất cả chúng sinh, cả con người, cả con thú, như con thú hút sự keo vô không được, thì cái hành vi bán sự keo là xấu. Vậy thôi, cái gì xấu là gì, tất cả các mọi loại đều không công nhận nó là tốt. Thì bây giờ mình theo con đường nào, mình luyện cái đó. Thì bây giờ khi mình theo được con đường này, đầu tiên mình muốn tu hành được, mày làm cái thân thể mày tốt trước đi. Em, cái cơ thể em có bệnh chưa? Hết bệnh chưa? Hết rồi. Tánh xấu mày có tánh gì mày sửa hết chưa? Còn thôi không có là làm được, không có dạy được ai đâu. Mình phải thắng mấy cái đó rồi mình chỉ người ta mới tin. Mà mình làm gương người ta, mình đàng hoàng người ta đàng hoàng, chứ mình bậy bạ tùm lum tùm la, bệnh lên bệnh xuống rồi mày đặt chữa bệnh người ta. Mình ông thầy chữa bệnh mà ông còn nhiều bệnh hơn cái thằng bệnh này, tôi chữa cái bố gì nữa. Thấy không? Thì đầu tiên mình, mà khi mà em đi vào cái hướng chữa người cứu người thì em tự nhiên cái đạo tới, cái lòng thiện nó hiện ra liền. Để em cứu người làm gì xấu, muốn cứu người ta không bệnh không, còn cái người muốn đập cái bể mặt người ta là học võ, đánh cái sưng cái mặt, đánh chặt cái tay gãy ra, còn tao vơ vậy làm sao cái dòng máu tao nó chạy để cho trong cơ thể tao nó khỏe, cái suy nghĩ tao khác, còn tao không có vơ vậy tao để cái tay xuống bể cái bàn, nó không nghĩ đó. Cả ngày tao luôn luôn nghĩ làm sao cái động tác này để giúp người ta chữa được cái bệnh gì đó không. Cái động tác là không chữa bệnh tao bỏ, lựa động tác mà vô mà chữa được bệnh gì tao giữ lại, rồi tao ghi vô sách vở để dành chỉ người ta. Thì tài liệu nó còn em 44 cái hình đó là những động tác chữa bệnh, nhưng mình không biết nó tập sao, nó hay vậy đó. Nhưng dịch kinh thấy đứng dậy sao nó chữa được bệnh, nó phải có phải hiểu nó mới chữa được, nhưng tôi phải đứng dậy dậy tập là chữa được bệnh đâu.
nó chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn cái ruột, cái bí ẩn của nó là kỹ thuật như thế nào, mình phải tìm sâu vô mình mới tìm ra, không phải múa giống như là hết, nó có cái kỹ thuật của nó. Thành ra cái cũng giống như là có những cái người, con người làm cái tay nó ráp nó thành cái gì được, còn có nhiều người cũng hai bàn tay không làm được cái gì, có người hai bàn tay họ chế ra cái này, thế họ xếp thành máy bay, họ nặng cục bột thành con cá họ bán, còn mình hai tay không làm được sao làm được. Thế là tại sao ta có cái đó mình làm được, thấy không? Bây giờ tính em thử lấy hai bàn tay nặng cục đất xếp thành con cá cho em bán coi, không được. Như thế là cái gì, bắt đầu sẽ tìm hiểu đó, con người tại sao có người làm được mình làm được, nhưng mà mình không làm được nên mình có cái là mình làm được cái cái, tại em không khai thác trong tại tiềm năng của em thôi. Em có thể nặng cục đất ra cái con cá, nhưng em có thể làm nhà thơ hay là nhà văn, có nhiều cái mà em chưa tìm ra. Khi em vô cái ngành khí công tự nhiên em thấy mình giỏi cái đó, mình làm thử mình thấy làm được là giỏi. Mà thường thường mình tìm hiểu cái con người mình có cái tài năng không, cái chục năm chính thầy hồi trẻ thầy đâu đi biết bao này mình dạy thi công chữa bệnh đâu. Hồi trẻ mình chỉ giỏi toán lý hóa văn sử địa, giỏi toán rồi học lấy bằng kỹ sư ra được đời chỉ tính làm kỹ sư điện vậy thôi. Hồi trẻ mình suy nghĩ người ta học nữa ta làm kỹ sư điện, không ngờ khi quá trình nó đẩy đưa đây đưa tiến tới cái ngành, tiến tới cái ngành này vậy thôi, nó không trả lời được. Thì bây giờ em còn trẻ em cũng đi vậy, nhưng em cứ đi lắc hồi, nếu mà em có ý kiên trì đi nó sẽ lái theo con đường mình đạt được. Tức là em học đầu tiên mình phải học cho giỏi vậy đó, chứ học dở này sao không, không giỏi. Tất cả những vị nhân này học rất giỏi, giỏi lắm, đừng có tưởng mấy ông có ngu đâu. Mấy ông có ông Đạt Ma này, nếu bây giờ là tiến sĩ giỏi hơn cả Bill Gates luôn. Ông Trương Tam Phong vậy, nó phải là ông học văn hóa lớp 2, lớp 3, đọc sách chết mẹ luôn. Bây giờ này, nếu học cái công thuộc hết đường kinh lạc, thuộc hết huyệt chưa? Cái trí em, cái kiến thức em phải gì rộng, siêu phàm. Người ta nghe, ta nãy vừa nói xong, đọc kinh huyệt như văn vắt, thiếu thương, cái thái kinh cự, liệt khuyết, rồi khổng tối, rồi tới huyệt thiên trụ gì đó, đọc hết mấy người ngồi nói đọc liền thuộc lầu, khỏi cần nói, khỏi cần mở sách. Chứ giờ là dạy gì cũng mở sách này, thì sao mà dạy, nói gì mới mở sách này? Không có sách thì sao mà dạy, ngồi phải nói ra chứ là thuộc lầu. Chứ bây giờ nói tới kinh phế cái ngồi giờ phải nói kinh phế phải thiếu dư, rồi tới đây ngư tế, thấy không, rồi tới đây rồi thái nguyên, rồi tới kinh cừ, liệt khuyết, khổng tối xong lên đây là cái thuộc, lên đây là xích trạch, xong lên đây thiên phủ, vân môn, tới cái huyệt cuối cùng là huyệt đầu tiên là khu. Thì khi đọc cũng phải thuộc hết cái huyệt đó rồi, coi cái huyệt đó là cái gì, rồi cái huyệt đó giống như là một cái địa danh là đi từ Sài Gòn Đà Lạt tới Dầu Dây có gì đó, dần dần nó hiểu nó rõ trong đầu. Khi cái người mà khí công nhìn người khác thấy người còn huyệt không, thấy lộ huyệt không chứ không thấy như vậy đâu. Thật ra họ không bị cấm dỗ, nhưng thấy đàn bà thấy huyệt không, thấy người phụ nữ thấy huyệt không, thấy gì hết, thấy mặt cả đầu không có việc, thấy có lộ chỗ này động chỗ kia lỡ huyệt không, nguyên cái chân là thằng trăm cái huyệt nó nằm đâu nữa, mở khe háng nhìn cái háng của phụ nữ là nghĩ tới huyệt không, nghĩ gì hết. Cái ngực phụ nữ thì nghĩ huyệt gì không, nghĩ cái ngực, cái đầu nó khác liền. Cứ giống như thằng hóa học nó nhìn nước là H2O chứ không thấy chữ nước, thằng điện nó nhìn bóng đèn nó nghĩ nó có một cái điện dương điện âm chạy trong đó chứ không thấy là cái điện là cái bóng đèn. Khi nó học sâu vô cái đầu nó nhìn là con người thấy có khác, nhìn con người thành toàn là huyệt đạo và kinh lạc, nó không thấy con người là cái con người, thì cái đầu nó trọng tập nó trong sạch vô cùng, không bao giờ nghĩ bậy được. Nó nhìn khác, nhìn cái tay người là cái này kinh phế, cái này là kinh đại tường, cái này là kinh tim, bao tim, cái này là kinh tâm tiêu, cái này là kinh tim. Nhìn vậy thấy là có một cái đường ống, chứ không thấy cái ngón tay nữa.
ngón tay là cái từ của mày, còn cái người trong nghề thì nói toàn nghề giống như ngành ngành ngân hàng, nhìn nhìn vô đó là cái tài khoản nào chứ đâu biết cái tiền đó là cái tiền, tiền nó có nhiều nhiều cái chi phí đó. Cái tiền này là tiền là có tên gì, cái tiền là tiền là bất động sản, cái tiền này là tiền là cái tiền chi vật rẻ, tiền của họ nó có cái tên tiền nó khác nhau chứ không phải tiền 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 hết. Con người mà rành về về tài chính họ nhìn tiền nó ra nhiều loại tiền, nó phải tiền nó khi là cái nhìn nó khác đi, khi học sâu vô thay đổi hết. Khi học sau khi con nhìn con người thằng này cái khí chân này cái khí tay yếu khí gì ông không có nghĩ nó là đẹp xấu nữa, nghĩ sức khỏe không, sức khỏe thằng này vô chợ người cho nó hôi quá, đứa này đi ngang sau cái nách nó hôi quá, đứa này sao có đầu nó hôi quá là biết nó sức khỏe hửi thấy hết. Khi mà học cái công lên cao rồi thì thấy con người toàn là bệnh hoạn, người nào bước vô rồi này không khỏe lắm, con người nó yếu này yếu kia rồi mặt tập cái công dần dần. Thì ở đây có một thằng học trò mới đầu vô hôi rình ha, thầy dạy 3 năm sau mới hết ngồi, nó 3 năm sau nó mới hết, nó tập hoài nó hết thôi. Mới đầu vô thì người thằng nào vô người nó cũng hôi rình, người nó cũng đâu có khỏe đâu, thì tập hết rồi dần hết rồi, tập hồi nó lọc sạch hết, nó thải độc hết rồi. Không tin mình chính mình cũng thấy, không tin em giờ dễ lắm em, ngày mới học cái công lấy cái áo em mặc thử một tuần coi em có hôi cái liền không có giặt, còn áo thầy tập 30 ngày cũng không có mùi, thử cũng không có mùi gì hết. Còn người mình mà không có giặt chừng 2 ngày sau ngửi quần áo nó có mùi chục chết rồi. Còn người mà khỏe không có mùi hết á, người nào có bệnh cái quần áo hôi mặc chút xíu cổ ra hôi rồi, không tin nhà ông già bà già em thử coi, người ổn không khỏe mặc một ngày cầm cái áo hửi hôi rồi phải giặt, còn mặc hôi nó hôi cổ ra thấy người nó sạch sạch chút, nó sạch rồi cái áo còn cái người vẫn hôi, tắm cách nào cũng không có hết thôi. Không tin mong chào bà già em tắm thử, không bao giờ hửi cái da không bao giờ hết thôi, vẫn có cái mùi là bệnh không, bệnh nó còn người khỏe là hửi da không có mùi như em bé rồi. Thì đó thì là tại vì nó thanh lọc, do đó thành ra kỹ thuật khí công là đầu tiên là người nó tự thôn. Bởi vì ta trong chạy du ký này dọc là thơm như thịt tầm tạng là khỏe lắm. Mà mặc cái áo quần vô còn quần áo không có bị nhiễm mùi, nhiều lúc cái cổ ra người ta còn thích hửi cái quần áo đó. Cái người thịt ví dụ như cái người mà khỏe cái người cái áo nó cổ ra ngửi cái mùi nó thích lắm, tối nhiều lúc ôm cái áo đó mà ngủ. Không tin nãy giờ mình mà khỏe nha, con nít nó lấy cái áo mình nó ôm nó ngủ, còn mình mà thui quắc nó không ôm nó giục cái áo nó xuống giường rồi. Em thấy người nào khỏe nha cổi con áo lục nha, con tối con nít nó kéo nó đập. Còn em mà dơ em mà bệnh cái áo em giục nó con nít nó đá xuống nó không, nó đắp người nó đâu, thử con nít biết liền, mà lấy cái áo mày mày thảy xuống nếu mà lấy nó đắp là mày khỏe, còn mình thảy cái áo xuống mà nó giục lên kiếm cái áo khác nó đắp rồi cái áo dơ là mày không có sức khỏe. Con nít nó biết hết tự vị giác, nó là cái sức khỏe để tập khí công phải biết cái đó. Rồi giả sử nếu mình không có giặt quần áo 1 tuần 2 tuần mà cái áo vẫn không có mùi là mình biết là mình có khỏe. Còn nếu mình không tin bây giờ ông đi em lao động em chạy 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 marathon mà cái áo chạy lắc về lấy cái áo hửi còn khi công mà chạy marathon về cái áo cũng không có mùi, ra mồ hôi mà không có mùi luôn, đi rồi về vẫn áo không có mùi, nó khô giống như nước vậy, nó khô lại bình thường ngửi cái áo không có mùi thì nó là người nó khỏe lắm rồi, chỉ là người nó trong sạch rồi không có cái gì. Còn người dơ à, chỗ nào càng có lông có tóc càng thúi nhất dơ nhất là chỗ đó là nó xì ra nhiều nhiều chất độc nhất. Lông tóc chỗ nào có lông tóc là dơ nhất, cái tóc em thử không gội đầu hử cái đầu. Thành ra người tắm mà dùng xà bông thơm nhiều là không không có khỏe, xà bông thơm hay mấy mấy cái vật chất thơm là để làm cái áo thôi cho nó thơm chứ không phải cái da. Nhiều người không có hiểu cái nguyên tắc dầu thơm, dầu thơm là cái vật xung quanh mình nó có mùi đi cho nó thoảng mát, còn cái da thịt mình nó có mùi người không có đụng tới để tự nhiên, còn lấy hóa chất lấy dầu thơm sức cái da tức là hóa chất hóa da hư da hết, da nó đâu phải là hóa chất, mà lấy hóa chất dầu thơm là hóa chất là cái chứ là cái gì,
trừ phi cây bông á, là cái dầu thơm tự nhiên, còn dầu thơm là hóa chất hết. Thành ra cái dầu thơm cái cây bông mà để vô da không sao, nhưng mà lấy cái tinh chất cái, tức là nấu cái cây bông, lấy cái hóa chất định như da da ngứa, còn cái bông để da không có ngứa, nhưng mà cái chất của cái bông chảy ra vô da thì nó hại da. Thành ra trong nhà thầy tất cả xà bông thơm thầy mua, thầy giặt đồ chứ thầy không có tắm, hay là lau nhà cũng bằng xà bông thơm, thầy không có tắm bằng xà bông thơm, thầy tắm nước không, tại cái mùi thơm đó là nó đánh cái, để mình đi tìm hiểu cái chỗ nào nó lòi những mùi xấu ra, chứ không phải mình lấy dầu thơm mình xịt cái phòng. Em chỉ lấy gì? Cái phòng nó những cái chỗ là ẩm, nó có mùi, có cái một mùi thơm đó, thì nó sảng khoái ra là một. Cái thứ hai là cái da mình sạch đó, thì nó đòi xung quanh phải không có cái mùi, có cái mùi dễ chịu nó mới chịu được. Thằng người mà mình mà sạch mà trong phòng nó có cái mùi không dễ chịu, mình không khó chịu. Thành ra cái nó gọi là cái mùi dễ chịu, thành ra cái mùi thúi là mùi khó chịu. Giờ cái xe rác mà em đứng xe rác xe chịu nổi, nhưng mà cái mùi không có xe rác em dễ chịu hơn, đúng không? Cái xe rác thôi, em đi ông đa gặp xe rác chịu nổi không, đứng sau lưng biết liền. Kỳ đó, nó chịu không có nổi đâu. Cái người mà khỏe đó, còn người không khỏe đứng xe rác nó hít vô luôn. Em để mà được có những cái người nào không khỏe nó đứng gần xe rác nó không, nó tỉnh mơ à. Còn mình cứ chịu không có nổi, từ xa là ta chờ nó qua tao mới chạy thôi. Người khỏe, còn người yếu á, đứng vô thùng rác cũng vậy, đứng không thùng rác cũng chả biết mẹ nhá. Chịu thúi không thúi, đứng tỉnh bơ nó chuyện ào ào à. Để mấy người khỏe nào không chịu nổi đâu. Mà đứng ngay cái xe rác là họ né né liền, con người mà không biết đứng ngay thùng rác nói chuyện là người nó yếu rồi đó. Nhưng bây giờ vô cơ quan những cái phòng có mùi, mình thấy có mùi cháy hay mùi ẩm ướt gì biết vậy, con người không biết gì hết. Cháy nhà cũng không biết luôn. Nó lỗ mũi như vậy là người nó không có khỏe, người khỏe nó những cái gì lạ nó biết liền, tại vì cái mùi mà cháy thì có mùi cháy, mùi mốc có mùi mốc, là những mùi cháy mùi mốc là cái đồ gọi là không tốt, tức là thúi tha nó mới ra vậy. Thì trong cái phòng nó những cái đồ nào nó không có bị mốc mốc là cái người khỏe họ biết hết, họ thử hết liền, lấy máy sấy vô họ hút bụi họ sấy khô hết thì không có mùi mốc. Còn người thấy móc như không móc thì bệnh mẹ rồi. Thì con người mình bệnh thì mình thấy những cái chất đó, mình thấy nó quen với mình quá, như bạn với tao là chết mẹ rồi. Thành ra cái người mà khỏe sạch lắm, thì nó nghèo cho sạch, rách cho thơm, nghèo nghèo sạch là quan trọng, không cần thơm tự nhiên nó sạch. Quần áo em giặt cho kỹ, không có mùi xà bông đâu, mùi xà bông là đâu phải là mùi là thơm. Nhiều người á, nữ ra lấy cái nước mà xà bông á mà xả đồ nó đỏ cho nhiều vô, lát cái mùi áo có mùi xả nó nói là thơm mẹ, giờ là hóa chất không thơm, mùi vải là mùi vải không có mùi dầu gì trong, mùi xả đồ là mùi xả đồ, nhưng mà trong áo không có được mùi xả đồ, có mùi xả đồ là thua, dính vô da nữa. Cái áo là hử là chỉ có cái mùi thơm thoang thoảng, tức là cái mùi mà thơm thơm của dầu thơm khác, còn cái mùi mà xà bông khác, bông là cái nước đục đục, còn cái dầu thơm tức là nó là cái hơi thơm khác với cái nước xà bông. Nước xà bông nó đục đục nó thúi lắm, em để mà phơi khô lắc vô hử cái áo thú rình nè mùi xà bông, còn cái mùi mà thơm riêng là cái áo nó vẫn có mùi thơm, giống như lông não gì nó làm cái áo thơm, cái đó là mùi thơm khác. Còn cái mùi mà axit với hóa chất nó mà nó chưa vắt ra sạch thì nó thối cái áo đi. Phơi mà ẩm ẩm thì không tin cái áo nào em giặt gì xả không sạch ra lắm, mình đem vô hủi húi riu rình xả không sạch cái chưa nói vậy, xả sạch cái đã rồi sau đó mới tẩm vô thơm lên thì được. Thành ra những người mà giặt sạch đó, ta giặt cho nó ra hết nước đục thì cái dầu giặt nó có cái mùi thơm, thơm lâu là tinh chất thơm lâu, thì cái loại nó mắc tiền, cái loại rẻ tiền nó không thơm lâu. Người ta trong các cái loại mùi mà cái mùi thơm lâu là loại đó là tinh chất nhiều, nó là từ thiên nhiên ra thì nó dính ở đâu là cái mùi nó thơm thoang thoảng, giống như cây bông vậy, ở đâu không có mùi cây bông chứ đâu phải là hóa chất, giống như cái cây bông mà trắng trắng ban đêm nó ra cái mùi thơm đó, cây đó thấy tới gần nó thơm hết cả cái vườn, cái mùi thơm nó đâu có hại. Thì quần áo có mùi đó mới đúng,
chứ không phải mùi thơm kia. Còn mùi giặt đồ là phải không có được xà bông, giặt cái quần áo ra nước phải trong veo chứ không có đục 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 đục, là lát hồi phơi vô có mùi, mùi đó là ngứa lắm, là hóa chất còn lại. Thì xả quần áo phải trong như cái khăn mặt, tắt trong cái nước rồi mới đem phơi, thì cái vải nó có chỉ còn mùi vải. Sau đó mình muốn nhiều thơm mình phun thơm lên cái xong áo mặc thì phải dùng kỹ thuật đó thì mới là sạch sạch. Thì mỗi cái kỹ thuật nó có cái khoa học của nó chứ không phải muốn làm gì làm. Thì cơ thể mình đầu tiên là mình lọc đi cầu là phải có cái bộ bơm bơm ruột già để vô hormone bón cái trong bơm xịt vô trong cái sạch. Mỗi ngày nào đi cầu phải xịt cái đó chứ mới ra hết cái phân trong trong cái ruột già, để khi mình có đánh hơi đánh trống nó không có mùi, còn đánh trống có mùi là phân còn. Thì là thành ra khi mình đi cầu mà lấy cái ống xịt đó, để dọn một bông cho nước nó chảy vô luôn, dạ nó cuốn hết đất cứ đặt ra sạch hết ra ngoài. Đó là cái cùng miệng là sáng mai còn phải xúc cạo lưỡi cho nó sạch, thì cái răng mình nó dính cái bợn phải rửa rửa sạch cái răng không hư. Nhiều người không có bảo trì bảo dưỡng nó thì không thấy, con người mà sạch nó thấy cái gì dơ ra rờ rờ thấy mùi nó xử liền, rờ đây thấy mùi nó rờ đâu thấy mùi nó làm hết, lỗ tai thấy mùi nó cũng làm hết. Con người mà không có khỏe là không phát hiện, thúi thơm thì giống nhau. Thành ra người mà trong cơ quan người nào hôi là người nó yếu, vậy đơn giản cái gần thấy cái mùi nó hôi hôi là thua thua. Thành ra đầu tiên mà chính mình người mình phải sạch, không có mùi, không có mùi dễ lắm, là mình tự biết, là tự mình biết nha, mình chắc chắn mình hửi mũi mình thấy liền. Thành ra mình lấy cái đầu mình xoa cái da đầu, mình hửi cái tay mình thấy cái mùi da đầu là cái đầu mình dơ, vô với gội nước nước ấm sao cho cái mùi không còn đầu, chỉ có mùi tóc với mùi da da người, tại vì không có gội đầu thường xuyên. Mình thấy gội đầu nhiều lúc người ta gội cái nửa tiếng mới sạch, mình có 2 3 phút mình sao sạch như vậy sao. Rồi thành ra vô cái tiệm gội đầu nó gội gần 10 phút cái tay cái xoa hoài, nó đổ nước hoài cái đầu nó mới sạch. Thành ra nữ lười biếng đi vô mấy cái quán đó không, nữ là vua đi gội đầu là vậy, thì nữ làm biếng cái đầu nhiều quá tóc. Thành ra phải đi vô gội đầu, còn tự gội nhà thì lười biếng xẹt 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 2 3 cái sao sạch. Còn tụi kia nó đấy nó cào ra rồi nó giống như giặt cái da đầu luôn, gần 15 phút mới sạch cái đầu. Còn người thường 2 phút xong rồi dội xà bông lên, cái dội cái ào là xong rồi, nó báo nó gọi to nó sợ tóc nó còn một lớp xà bông bọc ngoài, rồi thấy cái đầu thơm thơm là ngon. Không phải đầu không có thơm, chỉ có mùi da đầu nó mới xong ra ngoài muốn sức nhiều thơm, đầu tiên là tắm không xà bông cho cái đầu nó không còn mùi mới ra. Còn cái đầu còn mùi là chưa được, hửi cái đầu. Bởi vì mấy người có con cái tắm xong hửi cái da đầu nó biết liền có cái mùi, hửi cái nách nó, hửi cái bẹn nó, hửi cái da thịt chân nó, thành là con nít người ta mới hung được. Nhưng mà thúi quá ai thèm hung, thì cái đầu tiên người người lớn phải như con nít thì mới sạch. Và người già mà không như con nít là bệnh. Người già tập luyện làm sao nó ra hết những chất độc trong người. Tại mỗi ngày mình phải tập khí công nó ra 1 tiếng đồng hồ nó ra được một mớ mồ hôi. Có người cả ngày không ra một giọt mồ hôi là thúi lắm. Tập khí công nó mới ra. Còn tập nhiều cái thứ không có tập nó không có ra. Thành ra không biết khí công phải tập cái gì cho nó ra rồi cái mùi mồ hôi ra thì mới khỏe được. Mà tập khí công là không phải ra một loại mồ hôi. Bài tập vì khí tim thì nó ra mồ hôi tim, 12 tạng phủ nó có 12 loại mồ hôi khác nhau. Thầy ta tại sao khí công nó hay hơn mấy môn thể thao khác, môn thể thao khác chỉ có lập cơ bắp thì nó ra mùi của cơ bắp thôi, còn cái tạng phủ nó không có tập thì cái mùi tạng phủ vẫn còn. Thành ra mấy thằng tạ người vẫn hôi. Nhưng mà tập tạ vẫn hôi. Da thịt nó hôi, tức là cái tạng phủ nó không không có tập, nó tập cái bắp thịt bự tới một xuống. Khi nó ra mồ hôi tới người thấy mùi kỳ lắm, thông tin mấy người mà tập tạ tới hửi biết liền. Còn người khí công nó ra mồ hôi thôi thì nó tim cũng ra mồ hôi, 12 tạng phủ rồi xương cũng ra mồ hôi xương, tủy ra mồ hôi của tủy, lông ra mồ hôi của lông, rồi ruột già ra mồ hôi của ruột già, ruột non ra, mỗi thứ đều có tập nó ra mồ hôi riêng của nó hết. Chị làm sao mà hôi được, em tưởng tượng một tí lông trong đó có 10 món ăn, món nào mà chưa thúi thì không có thúi, một món thúi là thúi cả lũ. 12 món ăn trong bịch ni lông mà thúi hết là thúi khủng khiếp lắm. Còn một loại thúi thì có mùi nó thôi, ví dụ rau xà lách thúi là xà lách thúi, thịt thúi là thịt thúi, còn giờ thịt cũng thúi, xà lách cũng thúi, cái gì trong đó cũng thúi, là cái bịch nó thúi quá.
thì đường nó giống như một là cái bịch ti lông, cái da mình là bịch ti lông, trong này toàn là thịt nè, mỡ nè, gân cơ xương, để mà hồi thú quá ha. Nó có sự sống thì nó vận động, nó phải xì cái mùi ra, giống như em để cục thịt mà nó còn sống là hửi có mùi thịt, cái mùi thịt là cái mùi hôi chứ gì nữa. Nó ra hết cái mùi thịt thì nó sạch, mùi thịt là mùi thịt, là mùi thịt, nó là cái mùi thịt, nó không có mùi thúi. Còn nếu mà nó không ra mùi hôi thì cái thịt nó thúi vậy thôi. Thì cái bịch là người mình là cái bịch lông, tất cả cơ bắp gân xương mình nó bịch lại gì thế, thúi quá hả. Thành ra mấy người khi nó mổ rạch cái bụng bụng gà, nó thúi, cái hôi thúi ra, thúi quá, mổ bụng thì ra. Còn người khí công nó chết xì, cái hơi nó ở ra, khi mình rọc cái bụng ra cũng không có mùi thúi. Còn mấy người thường thúi quá à, thành ra con nó có bú mỡ, bú là tùm lum ở đông, bú đầy người đó. Rồi có cái cục chạy qua chạy lại, rồi có cục chạy qua chạy lại trong, họ không biết bú mỡ là mấy hơi độc nó ra không được, nó bị bọc lại thành cái cục chạy do chạy lại trong người, gọi là bú mỡ. Thành ra nhiều người không có để ý. Mà hơn nữa càng khoa học càng tiến bộ, những chất độc nó thấm qua da chui vô người, nó nằm trong đầy á, người ta không có biết đó. Thành ra khi mình học khí công là mình, cái khí công là chỉ khí không, rồi mới học thiên khí, địa khí, nhân khí. Mình là nhân khí, còn địa khí mới học phong thủy, đất đai là địa lý, tức là học chôn người sao cho cái kiếp sau nó sướng hơn. Còn phong thủy là mình ở làm sao cho hợp, ví dụ mình là con cá thì làm cái chỗ mình ở là cái hồ cá, mình là con rắn này phải là chuồng rắn, mình là con cọp là cái nhà mình là chuồng cọp, thì đó là phong thủy hợp với cái con người của mình. Mình con gà trong nhà phải có cái cây để bay lên đậu, mình không là con gà không có cây thì sao nó bay lên, nó đậu nó ngủ. Tức là cái mình là cái thứ gì thì mình cái nhà mới theo thứ đó. Ví dụ mà em làm văn phòng thì nhà em phải có máy tính, còn nhà văn phòng là như chuồng gà trong ở, nó theo cái nghề của người đó. Vì nhà bán phở phải có cái bếp để bán phở, nhà cái bán phở mà không có cái bếp bán phở thì bán gì đó, cái đó là phong thủy đó. Như em giỏi tin học thì nhà em phải có cái chỗ để máy máy móc, những chỗ nào cái chỗ máy in ở đâu rõ ràng, nhưng nhà không có máy nào hết thì nhà tin học cái bố mình. Thì nó không phải là phong thủy. Phong thủy là thích ứng với cái nghề nghiệp mình, nghề nào như thầy này thấy toàn là kinh lạc sơ đồ, thì nhà không có mẹ nhé, nhưng đâu phải phong thủy. Phong thủy của một cái ông khí công là có những cái sơ đồ kinh lạc kinh huyệt chứ, chứ vô nhà toàn là hình hình đấng bóng đá rồi không như chết mẹ này. Thấy không, theo cái nghề ta nhìn nó biết mình có cái nghề đó thì gọi là phong thủy vậy mới đúng, chứ không phải phong thủy là để vô cái tướng này tướng không kia là phong thủy. Nghề nào nghiệp nấy, nghề nấu nấu phở thì nhà phải có một cái thùng to nấu xương, nhà nấu phở mà có thùng xương đi lấy nước xương của nhà hàng xóm đem qua bán thì chết mẹ, cái tự nấu rồi phải cái phòng làm phở đâu có chứ, thấy không. Cái đó là phong thủy mới là phong thủy chính chánh gốc. Nhưng phong thủy không phải là để cái tượng này tượng kia trong nhà cái mình khá lên khỉ. Em làm bác sĩ thì nhà em phải có những cái dụng cụ của bác sĩ. Em làm sửa xe trong nhà phải có claymore. Em làm điện điện tử học thì em học tin học trong nhà, em học sách thì tin học đầy hết, sách vở này dính tới ngành của em nhé. Nhà không có mẹ nhé, phong thủy cái đó mới là phong thủy. Không phải phong thủy là để cái hình này hình kia cái phát lên, không có đâu. Nó phong thủy thì mình phải học về phong thủy tử vi là sao, tức là mình coi cái mừng ngày sinh tháng đẻ mình, nó là cái xe của mình, là cái xe sản xuất ngày đó, nó sẽ phát triển lên thành cái gì, là gọi là học về tử vi đạo số. Cái xe mình sinh ngày nó có bốn cái thông số, sinh ngày nào tháng nào năm nào là ba, giờ nào là bốn cái thông số đó. Bốn cái số nó khác nhau ấy. Đúng giờ đó ra nó phát lên, nó ra cái gì nó có hết, đó gọi là bát tự. Vì sao phải học? Khi mình học khí công học hết là vậy. Bây giờ em học nội học hết các bài khí công xong, học hết các lý thuyết khí công, học kinh dịch. Bữa nay học kinh dịch chưa hả? Kinh dịch rồi tử vi đổ số rồi phong thủy chưa học phải không? Sắp tới học tới hết. Nếu mà em thấy bắt đầu hết cái bài tỷ tỷ chuyển qua học lý thuyết, học kinh dịch nè, học tử vi nè, học về đông y, tất cả lý thuyết học hết để mở rộng cái đầu óc. Chứ em không, tức là khi em học đó em coi bói như người khác được,
mày đưa tay mày ra, tao coi mày biết mày sắp tới mày làm ăn nghề sao, nhà mày sẽ sắp có cái gì, tới nhà mày tao biết cái nhà mày để giờ này nhà mày sẽ bị gì. Mày phải có kiến thức đó, cái đó là kiến thức địa lý phong thủy, tức là khí của ông trời, khí của đất trong nhà mày sao, nó ảnh hưởng cái khí của người mày. Khí người là nhân khí, khí của trời đó gọi là thiên khí, khí của đất là địa khí, ba cái đó nó tác động vô thì mày làm ăn không lên được đó. Thành ra ví dụ phải coi mới biết, nên phải học, trời học nhiều lắm chứ không phải chỉ tập khí công vô vô rồi lý thuyết không đâu. Nếu học lâu dài nó học lên kinh dịch, kinh dịch là gì, để biết cái vận của em 10 năm có vận gì, đường tình duyên nè, đường về sự nghiệp nè, phải tự coi ra hết và mình cải biến lại, sửa lại để cho cái vận nó đi tốt. Tức là ví dụ em là chiếc xe đạp thì mày phải giữ cái gì để xe đạp, nếu mày là cái xe Honda phải phải làm cái gì cho xe Honda để tốt. Khi mình hiểu mình là cái thứ gì rồi mình biết, rồi mình biết mày là ai không, biết mình là ai rồi mình mới chỉnh sửa đi. Mình biết mình là ai sao chứ bây giờ mày là con cá hay con gà không biết luôn. Vậy mình phải là con gà thì cái nhà phải là chuồng gà, mày con cá thì nhà phải là thành cái chuồng cá chứ, nhà mày con cá mày ở trên nhà cọp sao mày sống. Thì mình đầu tiên học cái công mày là cái gì, khả năng tiền bạc mày tới đâu, không bao giờ lên được bao nhiêu, tình duyên mày thế nào, nó có hết, nó coi xong là biết như vậy mà sắp nó cho ra con số hết. Tức là cái mình sinh ra giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào thì nó ra, giống như cái xe xuất xưởng này nó ra cái xe gì, đúng giờ nó ra cái xe gì, cái xe nó có những cái tính gì, nó có hết. Không thể làm được, ví dụ em là con chốt thì bằng cờ tướng em chỉ là con tốt đi tới thôi, đâu có đi làm đi ngang như con mã được. Nhưng làm sao được, trời ấy sanh ra mày là cái con đó đó, mày sao mày sửa được. Trời ấy sanh ra là cuộc đời mày có 1 tỷ là không bao giờ mà làm 2 tỷ là mày chết liền. Tại vì cái khi mình sanh ra ở thời điểm là một cái bằng cờ tướng thì mày là con gì trong cái bằng cờ tướng nó xếp rồi, mày sao mà chạy nháy được. Bây giờ tao vừa đúng lúc nè, mày là trong lúc đúng 8 giờ tao chế con tướng con sĩ con tốt này, thì mày con tốt này là 8 giờ ra con tốt nằm đây rồi, mày cãi gì nữa. Trừ phi ra con tướng thì mày làm tướng, mày làm tốt thì cả đời mày làm tốt. Trời ơi sanh là nó ra một cái bàn cờ, nó xếp xếp hết là đúng giờ đó, thằng nào làm gì có hết. Đúng là ngày này tháng này, đúng là toàn thế giới nó sanh ra thì ra 1.000 người, 1.000 người nó nằm trong cái bàn cờ, thằng nào làm gì có hết, sắp hết rồi. Không sắp là nó loạn rồi. Thì trong một thời gian cũng năm đó, cũng ngày đó, tháng đó, năm đó, nó có 1.000 người sinh ra thì 1.000 người nó làm cái gì trong một cái sơ đồ đó, trong cái xã hội đó, thì 1.000 người nó sắp xếp hết rồi, không sửa được. Mày là con ốc thì mày con ốc, mày con tán là con tán, không không có mày là hư hết cả cái xã hội đó liền. Nó như một cái hệ thống dây chuyền, không thể được, không thằng nào hơn quan trọng hơn thằng nào, không có tao là mày không có sống được, chứ không phải là mình là con tốt là mình dở hơn người ta, không có tao tụi bay cũng làm được. Tức là trong xã hội không có quán ăn thì đói hết, bắt buộc phải thằng quán ăn, phải có thằng vá xe đạp, phải có thằng bung xe, nó ra phải ra cùng lúc vậy, nếu thiếu một thằng là cả xã hội hư á. Thì đừng có tưởng là mình dạy là mình dở, phải có mình mới có người ta, không có mình là hư hết cái xã hội đó liền. Trời xanh nó sắp xếp hết rồi, giống như cái sản xuất hôm nay là sản xuất xe Honda, thằng nó sản xuất con ốc con vít lát hồi ráp hết cho ra xe Honda, thì em là cái con vít số 31, thiếu con vít làm cái xe em hư, đâu có thể thiếu một con ốc được. Không được thì nó đúng nó, mình là con đó mình giữ chức năng cái nhiệm vụ này mày làm cho tốt còn chưa xong, mày đạt mày làm cái chức năng mày tốt là nguyên cái xe nó mới chạy được, chứ không có tao tụi bay không làm được đâu. Không phải là mày là con tướng là ngon tao, không phải, mày đại gia là mày làm đại gia, tao làm tiểu gia, tiểu gia mà không có tiểu gia không có đại gia nha. Đại gia mà không có quán ăn thì sao mày sống, mày làm giàu mà không có quán ăn thì sao mày đi mua đồ ăn, mày không có nhà hàng đâu mày ăn, phải có nhà hàng chứ, nhà hàng trong đó có những người nấu cơm nấu bếp, thằng đó nó mà không có nó thì mày sao có đồ ăn. Nhiều người cứ tưởng là đại gia là ngon hơn, đâu phải, đó là chỉ sắp xếp chức năng nhiệm vụ trong một cái bộ máy này, mà thằng nào làm cái thằng này nhiệm vụ nào, thằng nào cũng quan trọng hết, không có thằng nào ngon thằng nào hết, không có tao là không có mày. Bây giờ nghĩ tưởng tượng xã hội không có một người bô xe đạp rồi sao sao, xe hư không có chỗ nào bô, giờ cả xã hội không ai có quán ăn sao, có tiền đi rồi sao nấu, nấu thì nấu dở như cứt vậy, là muốn ăn món ăn ngon phải có nhà hàng,
rồi cái nhà hàng không có nhà hàng thôi, mày nói đại gia mày, tao không có tao, mày làm gì mày mày vô nhà hàng mày lấy le, mày khỏi có tao, mày đại gia là ngon đó, đại gia không có thằng nhà hàng bán cơm ngon thì thôi không có đại gia đó. Nhiều người cứ tưởng con chốt vẫn là con tốt, vẫn là hay, làm hết nhiệm vụ vẫn là giỏi nhất. Gì nữa, giờ em thấy một cái quạt như vậy, thiếu một cái nan quạt thôi, cái quạt sao mà chạy, thiếu một con ốc thôi cái là cái sọt hư mẹ rồi. Cái mày nói nguyên cái hệ thống nó đều dây chuyền dính nhau hết, người nào ra người đấy, mình làm đúng chức năng là mình thành thành rồi, giỏi rồi. Bây giờ nếu em tìm ra mày là con tốt thì con là con ốc là không bao giờ hư, là xong rồi, là tiếng con ốc vĩnh vĩnh cửu này, là em thành con ốc vĩnh cửu. Mình con ốc vĩnh cửu rồi thì tiếp sau sẽ lên cái cao hơn. Để làm cái nhỏ mà làm được thì cái giao cái lớn nó dần cho mày. Cái nhỏ con ốc mà làm chưa xong mà đòi làm tướng vậy thôi, thì cái tử vi đổ số nó nói mình là cái con gì. Tại mày hồi trước mày làm ông vua mà làm sai quá tao cho làm lính vậy thôi, bây giờ mà làm lính giỏi tao cho mày làm quan, làm lính không xong đòi làm quan, thì nó mình bây giờ mình phải coi mình là cái gì. Mình là con tốt thì mày ráng kiếp sau mày làm tướng đi, thì giờ mày làm cho đàng hoàng. Con tốt giỏi thì ta, thằng con tốt mà giỏi thì sẽ làm tướng như nữa, quản lý ngân ngàn quân. Còn 1.000 quân mình là con quân dở, dở thì là con quân hoàng, con quân giỏi thì tương đương với 3 thằng, quân giỏi thì tương đương trung đội, lên trung đội trưởng, lên trại đội trưởng, lên 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 chứ. Còn mình cái nhỏ là không được, trời sao giao cái lớn như mình, thì mình phải từ từ đi lên, mình biết mình là cái gì. Người thường vẫn làm vĩ đại được như thường, chứ đâu phải người thường không bị vĩ đại được. Đó. Thôi.